anh em. Và tiếp tục những video thì bên em sẽ lên một cấu hình cực kỳ VIP cho tất cả anh em. Đó là sử dụng cấu hình loa DMX anh em nhé. Thì anh em xem video nhớ thả tim thả like. Và đây là một cấu hình rất là VIP. Được sử dụng là gì ạ? Một chiếc súp hơi bắt 40 của DMX, chính hãng DMX đời cao anh em nhé. Được chưa nào? Chính hãng DMX hàng chính hãng xịn luôn anh em nhé. Đời cao. Và sử dụng một đô la full bắt 25 của DMX đời cao. Đây các bạn nhìn chiêm ngưỡng rất là đẹp luôn. Hàng này thì cam kết tất cả các bác nó là hàng xịn luôn các bác nhá. Được chưa nào? Đấy, mời tất cả các bác cùng tham quan. Đó. Đây là model là gì ạ? DS10 anh em nhá. DS10. Đó. Và giải đáp tầng của nó từ 58Hz đến 18kHz. Công suất khởi điểm của nó 200W các bác nhá. Và mắc bích của nó theo như trên thông số kỹ thuật là nó rơi vào tầm 600W. Con này chạy trở kháng 8 ohm. Và con này là hàng của chính hãng của DMX anh em nhá. Được chưa ạ? Và đây là súp hơi bắt 40. Đấy, chiều ngang của nó rất là đẹp luôn. Được chưa nào? Tất cả đều tem chính hãng của DMX. Đó. Và cấu hình tủ máy thì em đã có giới thiệu qua bác rồi. Một con đẩy 800W. Một kênh sử dụng đẩy 4 kênh, mỗi một kênh em sử dụng loa full. Kênh 3 em sẽ chuyển kênh Bright đánh súp anh em nhá. Và đây là hàng chính hãng của BOK. Đấy. Vang số của Putin đấy, và bộ mic Putin và quản lý nguồn. Và em sẽ test nhạc cho các bác một lần nữa, các bác nghe nhạc thử xem nhá. Căng đét luôn, tiếng rất hay luôn anh em nhá. Nghe quá là phê luôn. Thực ra tất cả các bác là tiền nào của đấy thôi anh em nhá, nghe chất lượng nó khác nhau hoàn toàn luôn. Ok, và sẽ test thử một đoạn karaoke em nghe thử nhá. Em test trên chế độ echo thì vọt anh em nhá. Mic ạ. Lên 1 2 5 6 7 5. Năm 18 khi em còn chưa biết yêu, đã theo chồng về làm số nơi xứ xa. Rồi người đã đến, em yêu đắm say. Bỗng một ngày tình yêu chợt đến, nhận ra bao năm mình không biết yêu, sống buồn từng ngày cô đơn héo hồ. Rồi người đã đi, em yêu đắm say. Ôi tình này vì sao ngang trái, hạnh phúc nó sao đến quá muộn màng với em. Giờ đây em mới biết nhưng còn theo trong tình yêu, vì đơn đau thêm nhiều vì tình trai ca. Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi, để cho em được yêu, yêu một lần đắm say. Để quên đi cay đắng giữa cuộc đời mang đến em, để cô quên đi rằng đời em thế thôi. Vì tình yêu ok tất cả anh em, và với cấu hình này thì nó sẽ phù hợp cho tất cả anh em từ không gian đến 20m2 đến 50m2. Anh em lắp loa không nhất thiết là phải to, nhưng quan trọng là loa là chất lượng anh em nhé. Hàng xịn chính hãng của DMX. Anh em nào cần cấu hình như này thì bên em có hỗ trợ chương trình các bác đi lắp đặt từ 150
km đổ về và sẽ lắp tận nơi, sẽ lắp tận nơi cho tất cả anh em. Rất mong tất cả sự tương tác của anh em và anh em sẽ ủng hộ cho em một thả một like một tim nhá.